Ai? Chào thầy và các bạn đã đến với buổi báo cáo project cuối kỳ của nhóm chúng em. Thì nhóm chúng em là nhóm số 2, chữ thứ 6. Cũng có 3 thành viên là Hà Tấn Phát, Huỳnh Tấn Nam và Huỳnh Lê Thuận Phát. Thì lần này chúng em sẽ thực hiện đề tài mô phỏng và điều khiển bộ BAD cho hệ cánh tay máy hai bậc tự do. Thì dưới đây là hình ảnh cánh tay máy được lấy từ sách Hệ thống điều khiển thông minh của tác giả Huỳnh Thái Hoàng. Với chiều dài khâu 1 là L1, chiều dài khâu 2 là L2, góc theta 1 có chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ, góc theta 2 có chiều dương là cùng chiều kim đồng hồ. Dưới đây là phương trình toán học của cánh tay máy hai bậc. Với các biến H11, H12, H21, H22, G1, G2 được tính như phần code bên dưới. Rồi sau đó ta đặt M1 là ma trận H11, H12, H21, H22. M2 là ma trận -2 nhân cho x4, -h nhân cho x2, -h nhân cho x4 và h nhân cho x2. Còn có một số thông số đầu vào như G1 bằng 0.05, G2 là 0.05, là mô men quán tính kg trên mét vuông, M1 bằng 1, M2 bằng 1 là khối lượng của hai khớp, đơn vị là kg. M3 bằng 0.1 là khối lượng của vật nặng và tay gấp, đơn vị là kg. L1 bằng 1, L2 bằng 1 là chiều dài hai khớp với khối lượng là M. LC1 bằng 0.4, LC2 là 0.4 là khoảng cách từ trọng tâm tới trục quay. EG bằng 9,81 là gia tốc trọng trường mét trên dây bình phương. Để code vào MATLAB thì ta cần rút gọn các biến sau đây. Thì theta 1 2 chấm, theta 2 2 chấm em đặt bằng các phương trình F1 và F2 theo các biến theta 1, theta 2, theta 1 chấm, theta 2 chấm và tau 1, tau 2. Tiếp tục đặt các biến x1 bằng theta 1, x2 bằng theta 1 chấm, x3 bằng theta 2, x4 bằng theta 2 chấm. Tiến hành đạo hàm các biến x1, x2, x3, x4 sẽ được x1 chấm bằng x2, x2 chấm bằng f1 theo các biến x3 chấm bằng theta 2, x4 bằng f2 với các biến như sau. Sau đây là sơ đồ khối của hệ cánh tay máy hai bậc. Với bốn ngõ vào là hai tín hiệu ô điều khiển tau 1 và tau 2 và các theta 1 dot, theta 2 và theta 2 dot. Các khối U2 là theta 1 dot, FU là theta 1 2 dot, U4 là theta 2 dot, FU là theta 2 2 dot. Sau đây ta tiến hành kiểm nghiệm chiều của tau 1 và tau 2. Các thông số đầu vào được chọn như trang điều khiển thông minh của thầy Nguyễn Thái Hoàng. Ban đầu là đặt cánh tay thẳng đứng nên là theta 1 được set với giá trị là pi trên 2, theta 2 là set với giá trị 0 và vận tốc ban đầu của các góc là bằng 0. Sau đó ta đặt vào theta 2, tau 2 là một lực với 0.1. Thì ta thấy rằng theta 1 là có xu hướng dương, theta 2 thì có xu hướng âm. Mà ta quy ước chiều của dương của theta 2 là cùng chiều kim đồng hồ, do đó mà tau 2 làm theta 2 có xu hướng giảm, suy ra tau 2 là có chiều ngược chiều kim đồng hồ. Làm tương tự như tau tau một như tương như tau 2, đặt vào tau 1 một lực là 0.01.
ta thấy theta 2 là có xu hướng giảm, theta 1 có xu hướng tăng. Mà ta quy ước chiều dương của theta 1 là chiều ngược chiều kim đồng hồ, mà tau 2 lại có xu hướng là làm cho theta 1 giảm, suy ra tau 1 có chiều cũng chiều kim đồng hồ. Phần tiếp theo là bạn Tấn Nam sẽ trình bày. À, tiếp theo là phần mô phỏng bộ điều khiển BID, thì ta sẽ có khối của BID 1 là KB, KB là khâu bão hòa, KI là khâu tỷ lệ và KD là khâu đạo hàm. Tương tự như BID 1 ta có khối BID 2, thì ta sẽ lắp sơ đồ khối bộ điều khiển BID cho hệ cánh tay hai vật tự do như sau. Là theta 1 sẽ gắn với lại khối BD 1 để gắn với khối phương trình toán học tau 1, từ đó xuất ra được theta 1 và theta dot 1. Theta 2 là bằng để gắn với lại khối BD 2 để nối với lại tau 2, xuất ra theta 2 và theta dot 2. Ở đây nó có thêm khối gen 1 và trừ 1 để tín hiệu trở về khi đi qua khối gen sẽ trở thành trừ một, sẽ thành âm. Từ đó ta có thông số của hệ cánh tay máy hai bậc là theta một dot theta 2 và theta 2 dot. Thì theta một ở vị trí thẳng đứng nên theta 1 bằng b chia 2 cộng 0,01, cho nó lệch 0,01 radian chút xíu. Theta 2 bằng 0, rồi nó sẽ lệch một góc 0,01 radian. Tiếp đến là phần mô phỏng. Và đối với BID liên tục thì ta mong muốn cánh tay máy thẳng đứng, thì ta sẽ đặt giá trị cho hai khối công tanh lần lượt là B chia 2 và 0. Và sau đây là các phép thử sai của khối BID. Ta cho khối trường hợp thứ nhất, ta chọn khối BID có thông số như bảng sau. Ta sẽ được kết quả hiển thị trên scope. Ban đầu hệ thống dao động, sau khoảng 30 giây thì hệ thống bắt đầu ổn định. Ta có sai số xác lập xấp xỉ 0. Đối với lại bộ trường hợp 2 là BID như bảng sau, thì ta sẽ thấy được kết quả như sau, là khi tăng KD lên 10 thì sau một khoảng thời gian ngắn hơn khoảng 3 giây thì hệ thống ổn định, sai số xác lập bằng 0. Ta thấy là tăng KD sẽ làm giảm độ bộc lố, giảm thời gian xác lập. Dựa vào phép thứ sai đó thì ta sẽ chọn bộ BD bằng KB bằng 100, KI bằng 0,01 và KD bằng 10 cho bộ BD sẽ giúp hệ thống ổn định. Đối với trường hợp BID rạc thì ta cũng sẽ dùng phép thử sai. Trường hợp thứ nhất là bộ BID như bảng sau. Ta sẽ nhận được kết quả là ban đầu hệ thống dao động, sau một khoảng thời gian khoảng 20 giây thì hệ thống dần ổn định. Ở theta 1 thì có độ lọc vố khoảng 0,1%. Thời gian xác lập khoảng 20 giây và E xác lập gần bằng 0. Hệ thống ổn định ở B chia 2 bằng xấp xỉ 1.5708 radian. Ở theta 2 thì đã có thời gian xác lập cũng bằng 20 giây. Và sau 20 giây thì cái góc theta 2 sẽ hợp với lại cánh tay lên 1 một góc 0 radian. Như vậy sẽ ra được vị trí ban đầu là vị trí thẳng đứng. Phép phép thử hai thì ta sẽ thay đổi bộ BD2 thành như sau. Thông số trên thì ta sẽ thấy được lúc này ở theta 2 thì độ vượt lố bằng gần bằng 0. Hệ thống ổn định khoảng 2 giây. Sau khoảng 2 giây thì hệ thống ở vị trí không radian và bên
Delta 1 thì có độ lệch của khoảng 0,1%. Sau khoảng 20 giây thì hệ thống dần ổn định. Tiếp đến ta sẽ chọn khối BD1 theo thông số 104 và 40 thì ta sẽ thấy ở delta 1 hệ thống sẽ ổn định hơn ở trường hợp 2 với độ cố bằng 0, e sắp lập sắp xỉ 0 và thời gian sắp lập khoảng 2 giây. Thì sau khi mô phỏng thì ta sẽ thấy được mô phỏng thành công, ta thấy mô phỏng BDR đạt thì hệ thống sẽ ổn định hơn. Tiếp đến là phần giải thích tập trình MATLAB và mô phỏng bên Simulink. Thì ta sẽ có các biến như ta trình bày ở bên phần báo cáo. Đây là các công thức ở cho ta đã có trong phần báo cáo. Thì tiếp đến thì ở đây là liên tục thì ta sẽ có các thông số G1 bằng G2 bằng 0,05, M1 bằng M2 bằng 1, M3 bằng 0,1, L1 bằng 1, LC1 bằng 0,4, L2 bằng 1, LC2 bằng 0,4, G bằng 9,81. Với vị trí ban đầu là bằng BG2 thì ta sẽ để cho góc delta 1 khoảng lệch khoảng 0,01 radian, delta dot 1 bằng 0, delta 2 lệch khoảng 0,01 radian và delta dot 2 bằng 0. Ta lần lượt so sánh với lại ta có các khối KB, KD, KI, KD như sau thì ta sẽ cho chạy. Ở đây ta sẽ chỉnh BD liên tục. Sau đây là sơ đồ khối của mô phỏng cánh tay máy hai bậc. Đây là khối phương trình toán học. Đây là khối BD1. Khối BD2. Vị trí ban đầu của cánh tay máy là BG2 và 0. Thì sau khi chạy ta sẽ thấy đấy, sau khoảng một thời gian thì hệ thống sau khoảng thời gian 20 giây cho dao động khoảng 20 giây thì hệ thống sẽ dần ổn định về vị trí BG2 và delta 2 bằng 0. Tiếp tục thử sai với lại trường hợp 2, ta có các thông số như sau. Ta cho KD bằng tăng lên 10. Thì khi đó ta sẽ được delta, kết quả hiển thị của delta 1 và delta 2 như phần trình bày ở bên báo cáo. Sau đây là phần tiếp đến là BDR rạc thì ta sẽ có các thông số tương tự và ta thay đổi các khối BD. Đây là trường hợp BD thứ nhất. Bên đây ta sẽ điều chỉnh thành fixed step và cho thời gian lấy mẫu là khoảng 0,01 giây. Sau đó ta sẽ chạy. Ta thấy hệ thống sẽ cách vị trí ban đầu khoảng một khoảng vị trí là 1,582, sau đó nó sẽ
dần 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 sau khoảng 20 giây thì hệ thống sẽ ổn định. Ở Theta 2 thì độ là có khoảng trên nhau khoảng 4,004 đơn vị. Sau đó nó sẽ sau đến 20 giây thì hệ thống sẽ dần đến ổn định. Thì đến ta sẽ thử trường hợp thứ hai là với các thông số như sau. Ta sẽ thấy kết quả hiển thị nó sẽ hệ thống sẽ ổn định hơn trường hợp thứ nhất. Ở Theta 2 thì có độ cố bằng 0, sau khoảng thời gian 2 giây thì nó sẽ dần ổn định. Tiếp đến ta sẽ đến trường hợp thử sai thứ 3. Thì ta sẽ được kết quả hiển thị như sau. Ta thấy ở Theta 1 và Theta 2 thì hệ thống sẽ ổn định hơn hai trường hợp trên. Có độ lột vốn gần bằng 0. Cả hai đều có độ lột vốn bằng 0. Thời gian khoảng 2 giây. Thời gian xác lập khoảng 2 giây và sau khoảng thời gian đó thì nó sẽ ổn định. Có E xác lập bằng 0. Sau đây là bài thuyết trình của nhóm em. Cảm ơn thầy đã lắng nghe. Tại sao?